Mình cảm thấy rất là vui vì hôm nay trung tâm đến khám để giúp cho các bé biết được tình trạng răng miệng của mình cũng như là hướng dẫn các bé cách chăm sóc răng miệng đúng cách. Tôi là bác sĩ Nhi, hiện đang công tác tại nha khoa DC chi nhánh Cần Thơ. Hôm nay thì tôi và đội ngũ nhân viên DC rất là vui vì được tham gia hoạt động thăm khám sức khỏe răng miệng cho các bé tại trường tiểu học ngôi sao 2. Đây là một hoạt động vô cùng ý nghĩa, giúp các bé có nhận thức tốt hơn về tình trạng răng miệng cũng như là có nhiều biện pháp chăm sóc răng miệng sau này. Trong quá trình thăm khám thì nhiều bé vẫn còn lo sợ. Tuy nhiên thì chúng tôi luôn dành sự ân cần và chu đáo nhất đến các bé để các bé có sự gần gũi với các biện pháp nha khoa cũng như là quan tâm hơn về tình trạng sức khỏe răng miệng của mình.